hai đứa sẽ ăn một bữa trưa với giá là 2.500 mỗi người. Em ơi, cho em tiền em đi sáng hết tiền rồi. Hôm qua mới đưa 10.000 để uống trà đá nhưng mà 10.000 dữ á. Trà đá thì hết 3.000 thôi, mà còn 7.000, nhưng mà 7.000 ăn ở Hà Nội đây, ăn được cái gì? 30.000 tô phở, ít nhất 25.000, 20.000 là con bé. Thế thì anh chưa biết rồi, hôm nay em sẽ dẫn anh đi một cái quán cúng riêu tốt mỡ đầy đủ luôn, chỉ có giá 5k thôi. 5.000 thôi em, 5.000 hay 50.000? 5.000, 5.000, má ơi, đi. Thế thì cả nhà cùng theo vợ chồng Hùng để xem là ở Hà Nội có quán ăn 5.000. Lên đồ. Đây ạ, quán cúng riêu Huyền Anh, 4.5k. Xin chào cả nhà, hiện tại thì vợ chồng Hùng đang ở quán ăn bún riêu Huyền Anh. Thực sự là đúng như My nói, quán ăn này là Hùng thấy có một cái bảng để giá là 5.000. Thì khi mà mọi người đi qua đây ấy, những người bán hàng rong, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những người chạy thận đi qua mà thấy tấm bảng này, hoặc là những người khác nữa đi qua thấy tấm bảng rồi, thì Hùng đã thấy là ở trong quán là có nhiều cái sự yêu thương, nhiều cái sự chia sẻ. Và bây giờ thì vợ chồng Hùng sẽ vào thử xin một bát bún riêu 5.000, xem là trong đấy sẽ có những gì. Và mời cô chú anh chị cùng xem, và mình sẽ tìm hiểu tại sao lại mục đích như nào mà chủ quán lại mở cái quán ăn 5.000 này, và lợi nhuận thì từ đâu mà có để mà duy trì được cái này, đúng không ạ? Và bây giờ mời cả nhà. Chị ơi, cho em một suất 5.000 đúng không chị? Vâng, em cảm ơn ạ. Đây là toàn cảnh quán bún riêu Huyền Anh cả nhà nhé. Quán thì nằm ở địa chỉ là 245 Trần Đình Nghĩa. Đây là bà chủ quán đang trực tiếp làm tô bún. Chị ơi, hai bọn em chỉ làm một tô thôi ạ. Hai bọn em chỉ ăn 5.000 thôi ạ. Vâng, thì là chỉ một tô thôi ạ. Tại vì hai vợ chồng em ăn ít lắm. Dạ vâng ạ. Đấy, em cho mọi người xem cái bát 5.000 cả nhà. Đây ạ. Đây là bát bún 5k nha cả nhà. Đấy. Em không nói xạo đâu đúng không? Công nhận mà sao em biết hay đấy. Thế mới hay. Hai vợ chồng mình sẽ cùng ăn một bát này cả nhà nha. Em thấy sao? Em chưa ăn nhưng mà em nhìn thấy này, em vào quán em thấy sao? Quán thì mới đầu vô là nhìn một cái tông màu vàng rất là đẹp, với cả là nhìn cũng rất là sạch sẽ luôn. Rất là sạch sẽ. Đây đi, bây giờ để em ăn thử nha. Rồi em ăn đi. Mời cả nhà nha. Cái nước dùng của nó rất là vừa ăn này, cái chả cũng rất là thơm, có cả tay ở trong nên nó cũng giòn giòn thơm thơm. Và em có kiếm có tóc mỡ nữa sao đấy, em thử xem. Không, tóc mỡ như Trang ăn hết rồi sao. Nói chung là ok, ngon nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ thì đến lượt Hùng nhá. Hùng với My thì không phải là những chuyên gia ẩm thực, review ẩm thực, nhưng mà Hùng My sẽ ăn cảm nhận. Bây giờ thì thử xem này, có đậu cả nhà nhá, có riêu, có chả, có cả tóp mỡ nữa. Đấy, và bây giờ thì mời cả nhà nhá. Anh ấy thử cái nước đi, nước dùng đi. Anh vừa hút cái bún là nó cũng thấy là đậm đà rồi. Đậm đà cả nhà. Nó vừa ăn á, em cảm giác cái nước nó vừa ăn đối với mình á. Nhưng mà tại sao có 5.000 như này mà ít người biết đến nhỉ? Phải chắc là họ mới mở. Chắc là mới mở. Ngon không? Ngon. Em thấy anh ăn em thèm quá đây nè. Đang đói đây nè. Em ăn đi. Thật đói. Ôi dồi ôi. Ngon hay không là nhìn vào tô mi nè. Còn mỗi nước mà vẫn hút nước. Ngon nha cả nhà. Ngon nha. Ngon. Kiểu như là mình chưa bao giờ nghĩ là hai đứa
sẽ ăn một bữa trưa với giá là 2.500 mỗi người, 2.500 mỗi người nha cả nhà, và hai người là 5.000 đó. Chào cô, thì là cô đã làm ở cái bếp Huyền Anh này lâu chưa cô? Tôi làm lâu rồi. Thì là từ khi mà mở cái chương trình là bắt bún 5.000 đến giờ thì là cô ở đây chắc hẳn cũng thấy rất là nhiều người khó khăn đến ăn những cái bát đấy, thì cô thấy sao ạ? Cô cũng thấy một phần nào cũng nghĩa là rất là phấn khởi. Dạ. Vì cửa hàng các cháu đã lan tỏa ra để cho những người khó khăn và dạ, những cái bệnh nhân chạy thận và thấy phấn khởi đó. Dạ vâng, con cảm ơn cô và chúc cô có nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Hùng đã thấy có một cô cũng vào đây và cũng ăn suất 5.000 như vậy cho Hùng. Và bây giờ thì Hùng sẽ xin hỏi cô một tí nhá. Bây giờ mà không. Con chào cô ạ. Dạ cô cho con hỏi cô tên gì ạ? Con tên Hường ạ. Đây là bát 5.000 của cô đúng không? Đúng rồi. Thì cô biết cái quán này lâu chưa? Cô vừa mới biết, tại vì là các bạn ấy quảng cáo và các bạn ấy cũng giới thiệu và mời ở trong cái xóm chạy ra đây ăn. Dạ cô ở trong xóm chạy thận ạ? Đúng rồi. Dạ ở trong đấy cô. Dạ cô thì cô là chạy thận hay là chồng ạ? Chồng cô. Chồng cô thì chú ấy bị lâu chưa? 2.000 năm. Dạ. Sao hôm nay là chú ấy đi chạy thận hay là như nào mà có mỗi cô ra đây ạ? Chú chiều mới đi chạy thận nhưng mà chú đi nói thật là mệt ạ. Mệt với là đi lại rất là khó khăn. Dạ, em cảm ơn cô. Thì cô thấy một cái quán mà bán suất ăn 5.000 như này và có những thứ cũng khá là đầy đủ như trong này thì cô thấy như nào ạ? Cô cảm ơn chủ quán dạ, đã hỗ trợ những người bệnh nhân dạ, nghèo cũng dạ, bán hàng rong dạ, đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những người dạ, không may mắn như dạ, như nhà các cô dạ. Bình thường thì cô hay đi ăn, nếu như mà không có những cái quán này thì một suất ăn là phải cô ăn khoảng tầm bao nhiêu tiền một bát ạ? Bình thường ra thì cô chỉ có ăn 10.000 một cú khoai thôi. Cô chỉ ăn khoai thôi đấy. Rồi. Là buổi sáng nhưng mà buổi trưa khoai thì sao ạ? Còn buổi trưa thì cô nấu cơm ăn. Dạ. Dạ bình thường thì cô làm công việc gì ạ? Cô đi xe ôm cho cái xóm thận và cô cũng đi xe ôm và cô đi bán hàng rong dạ. Cô đi ai thuê cái gì thì nói cô làm. Nói chung là ai thuê cái gì làm ai thuê làm gì đấy. Đúng. Dạ. Đúng rồi. Và bây giờ thì dạ, dạ con cảm ơn cô và con chúc chú thì ngày sức khỏe cải thiện hơn và cô đúng có rồi, nhiều sức khỏe để làm việc để đúng chăm rồi, sóc chú dạ. Đúng rồi, đúng và rồi, khi nào rảnh thì là cô chú lại đến thưởng thức bữa ăn bắt 5.000 và bây giờ thì mời cô ăn thì không nó nguội mất còn làm việc dạ. Con chào cô, con cảm ơn cô ạ. Dạ, dạ. Em chào chị, chị cho hỏi là chị tên gì ạ? Em tên là Huyền ạ. Là chị Huyền, chị là chủ cái cửa hàng đây luôn đúng không ạ? Em thấy là bếp Huyền Anh thế thì dạ, chắc vâng, chị chủ rồi. Dạ. Cho em hỏi là cái cửa hàng của mình mà mở cái suất bán 5.000 này thì mình đã chạy cái chương trình này được lâu chưa? Em cũng tại vì từ ngày trước ấy thì em sẽ chạy vào những cái ngày mùng 1 và ngày 15. Dạ. Nhưng mà tại vì là bây giờ em cũng muốn rằng là ngày nào em cũng mở để cho mọi người qua đây. Cái chương trình mà ngày nào cũng mở thì đã được lâu chưa? Mới được 2 tuần nay. Mới được 2 tuần nay. Và em thấy thắc mắc là cái bát bún riêu 5.000 thì em có cùng câu hỏi hơi ngỡ ngàng một tí, đó là tại sao không để 0 đồng mà lại để 5.000 ạ? Tại vì em muốn rằng là mọi người khi mà họ ăn suất bún họ cũng có cảm nhận là họ đang trả tiền cho cái suất bún đấy. Thì họ sẽ thoải mái hơn vì được phục vụ cũng giống như là những người bình thường là họ ăn suất bún bình thường. Thì bây giờ em muốn là họ khó khăn thì họ cũng cảm nhận là mình ăn bát bún này mình sẽ được trả số tiền. Dạ, hay quá. Và một cái bát bún riêu 5.000 bình thường bán 30.000. Thế thì một ngày là bao nhiêu suất như thế chị? Một ngày ạ? Vâng. Một ngày thì nhà em bán rơi vào khoảng tầm hơn 300 bát. Không, nhưng mà cái bát 5.000 thì là một ngày mình sẽ dành bao nhiêu suất? Một ngày thì em sẽ dành cho 100-200 bát. 100-200 bát. Thế thì cái nguồn ở đâu để mà mình có thể là duy trì được một ngày 100-200 bát như thế? Em lấy cái lợi nhuận của mình tự bán ra. Tại vì mình cũng không có kêu gọi mọi người tài trợ, mà mình sẽ lấy nguồn thu nhập của mình ra và thu nhập riêng của em nữa. Dạ, thế còn cái ý tưởng mà để mà mở một cái suất 5.000 đây thì là đã có từ lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Và khi đấy là ý tưởng của chị hay là ý tưởng của ai ạ?
của em. À. Tại vì em ấp ủ là từ cái mùa dịch ý, cũng khó khăn. Thế nên là bên em lúc mùa dịch thì cũng có làm bốn và đi đưa cho bên chạy thận. À đi phát ở đây là phát gần xóm. Dạ vâng, đúng rồi, ở ngay xóm gần chỗ Bạch Mai ý. Dạ. Thì là sẽ gần đấy, với ở xung quanh đây cũng nhiều người khó khăn nữa. Nên là em cũng muốn làm như này để cho mọi người biết đến. À, hiện tại thì chỉ có mỗi cửa hàng của chị hay là chị... Em chỉ có mỗi cơ sở chính là em sẽ làm cái này thôi. À, vì đây là cái ấp ủ của em lâu rồi. Vâng. Thì em muốn làm mình trước. Xong rồi các cơ sở thì lúc ấy mình sẽ làm sau. Thế khi mà mình mở cái thức ăn 5.000 đây thì là những người xung quanh, những người bạn bè, những người thân của mình thì có nói gì về cái ý tưởng đấy là nhờ? Họ đều kiểu... không, chị sẽ trả lời thoải mái ra. Ngại. À, không thích, không sao. Họ... họ đều là ủng hộ hết, nên là em cũng có cái kiểu có nhiệt huyết để làm hơn. Thế thì những người mà vào đây ăn ấy thì mình làm sao mà biết là người nào đã ăn mình sẽ đưa cho họ suất 5K và người nào là các suất khác ạ? Thật ra thì cũng mình cũng không thể nào biết được. Dạ. Nhưng mà thôi thì bây giờ mọi người đã đến rồi thì mình cứ phục vụ như bình thường thôi. Vâng. Thế khi họ yêu cầu là họ yêu cầu bắt 5K thì mình sẽ làm thôi ạ. Dạ. Vâng, tại vì em cũng cứ mở như này cho mọi người biết đến thôi, vì xóm chạy thận thì họ đã quen ở đây rồi. À, thì dạ, họ cứ qua đây. Dạ. Và bọn em cũng đang có một dự định là muốn làm những suất bún thì để sẽ mang đến bệnh viện. Vâng. Thế thì đã quán 5K thì em thấy là ở dưới Hà Nội 5K bảo mà để ăn một cái gì đấy thì khó, có mỗi một bánh mì không là được thôi chị ạ. Thế thì đã có trường hợp có những ai mà người ta cũng không phải là trong cái diện khó khăn mà người ta vẫn vào, người ta thấy cái bảng 5K thì người ta cũng gọi. Đã có trường hợp nào như thế chưa? Và nếu mà có thì mình làm như nào? Thì em vẫn cứ bán rồi ạ. À, vẫn cứ bán đúng không ạ? Vâng. Thì những cái đấy là khi mình bán sức 5K là những cái gì mà mình từ tấm lòng, sự yêu thật, yêu thương, vâng, chia sẻ. Thì những ai mà họ cần thì họ sẽ nhận đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng. Và cũng hy vọng rằng là ngày càng có nhiều cô chú anh chị hoặc có những người khác nữa cũng như chị Huyền cùng chung tay, cùng chia sẻ sự yêu thương đến những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Và từng người thì giống như một cái dòng nước, nhưng mà khi mà nhiều người thì chúng ta sẽ góp thành một cái đại dương đầy sự yêu thương và sự chia sẻ. Và bây giờ thì em xin gửi tiền chị. Đây là suất ăn 5.000 của vợ chồng em, hai người ăn một bát thôi. Còn ở đây thì em không có nhiều, em có một số ít nho nhỏ thì em gửi chị, thì mong chị là đóng góp được để duy trì được cái bát 5.000 này giúp em ạ. À, em không có nhiều đâu, em nếu như mà bát 5.000 này thì được khoảng hơn trăm suất rồi ạ. Cảm ơn ạ, cái này thì em sẽ nhận giúp em, tại vì cái này là em mong muốn nhờ chị, vợ chồng em không có nhiều thì nhờ chị ngày càng duy trì được những cái bát ăn 5.000. Vì em cũng không kêu gọi mọi người tài trợ nên là cũng cầm ngại lắm. Dạ không sao, chị cứ nhận cho em vui, tại vì là ở đây thì là em cũng không biết làm như nào cả. Vợ chồng em không có nhiều để mà có thể là mở ra được một cái cửa hàng vừa kinh doanh và vừa hỗ trợ cho mọi người. Cho nên là thôi em nhờ chị, nó cũng không nhiều. Thì mong chị là ngày càng giữ vững được cái tâm huyết và những cái sự yêu thương chia sẻ đấy dành cho những người khó khăn hơn. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn. Xã hội cần rất là nhiều người như chị đấy ạ. Thay mặt bếp Việt Anh cảm ơn hai vợ chồng đã qua đây ủng hộ. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn. Vâng. Cả nhà ơi, thực sự đây là một bữa đi review thức ăn, nhưng mà khác với mọi hôm ở đây thì là đầy sự yêu thương và sự chia sẻ. Và cửa hàng này thì cũng mới chạy chương trình được 2 tuần rồi, cho nên là chưa được nhiều người biết đến. Thì cô chú anh chị và các bạn xem video này thì cho Hùng một chia sẻ để quán ăn này đến được với những người khó khăn. Và bây giờ thì Hùng xin kết thúc video này. Hy vọng là sẽ có ngày càng nhiều những cái quán ăn như chị Huyền mở ra để chia sẻ được nhiều hơn sự yêu thương đến những người khó khăn. Và bây giờ thì xin hẹn gặp cả nhà cô chú anh chị trong những video lần sau. Bye bye.